Anh Sáu, vậy con xong rồi đó. Em thấy lời đề nghị của anh sao? Về làm với anh đi. Em là người của anh Lộc rồi. Lúc mới lên đây anh thương mang em. Em sức dạ dai động, phải làm việc lớn hơn chứ. Ai cho mày đánh vậy đây? Anh Lộc. Mày đi hướng đó kìa. Con nhỏ kia có phải là con trúc con núi không mày? Không ngờ nó đẹp gái ghê ha. Thằng Huy nó cũng bỏ nhà đi rồi, nghe nói là cũng lên Sài Gòn mần ăn. Nó đạp xe thằng Lâm té xuống, làm thằng Lâm bất tỉnh. Thằng Huy nó tưởng thằng Lâm chết rồi, cho nên nó mới bỏ trốn. Nhiều đây thôi đó hả? Bộ mày chán sống với tao hả Tu? Tại sao mấy đứa kia không kêu ấy? Có phải mày giấu tiền cả vùng quê không? Ê, bọn người ta ăn cướp kìa. Bọn người ta ăn cướp kìa. Cái tao đó.